Bóng đá không chỉ là nơi những người đàn ông đấu tranh danh hiệu, đó cũng là nơi ẩn chứa thật nhiều tình bạn đẹp không phân biệt màu áo, thậm chí là cả biên giới, chính trị. Giá trị của tình bạn rất chân quý và mạnh mẽ, vượt xa khỏi sự ghen tị hay cám dỗ. Chúng ta đều biết rằng Argentina và Brazil là hai đội bóng kình địch của Nam Mỹ, là những đối thủ không đội trời chung ở cả World Cup lẫn Copa America. Ấy thế nhưng, giữa hai đội bóng vẫn có một cặp bạn thân nổi tiếng của bóng đá thế giới, đó không ai khác là Neymar và Messi. Các cầu thủ cũng tranh cãi về việc ai sẽ sút phạt đền, hay tại sao lương của đồng đội cao hơn. Tiền bạc đã trở thành nguyên nhân gây bất hòa trong bóng đá thế giới hiện nay. Nhưng vẫn thật tuyệt vời khi có những cầu thủ bóng đá cho rằng mối quan hệ giữa con người với con người quan trọng hơn kim tiền và những số không trong tài khoản ngân hàng. Messi và Neymar chính là tình bạn như thế. Họ là những người đã vượt qua những thử thách về danh tiếng, danh hiệu, những khoảng cách lớn trong sự nghiệp và sự cám dỗ của đồng tiền để giữ được một tình bạn bền lâu, không vụ lợi. Trong trận bán kết Copa America 2019, Neymar không thực sự đối đầu với Messi trên sân. Cầu thủ người Brazil đang hồi phục chấn thương lúc đó và bỏ lỡ giải đấu cấp khu vực mà đội tuyển quốc gia của Anh đã lên ngôi sau đó. Cho dù sao đi chăng nữa, cuộc gặp gỡ giữa Lionel Messi và Neymar chỉ bị hoãn lại một thời gian và nó vẫn sẽ diễn ra dù sớm dù muộn. Vào ngày 11 tháng 7 năm 2021, họ gặp nhau trên sân Maracana. Đó không phải là trận bán kết hay vòng bảng. Họ gặp nhau ở trận đấu quyết định, trận chung kết của giải đấu. Có lẽ bất kỳ ai trong số chúng ta đều có thể tưởng tượng được áp lực khủng khiếp trong một trận chung kết. Mặc dù Argentina may mắn hơn, thi đấu tốt hơn và tập trung hơn để lên ngôi vô địch, nhưng điều đó không làm Neymar buồn bực với Messi. Anh vẫn giữ nguyên vẹn những cảm xúc của mình dành cho đồng đội cũ ở Barcelona, không hề thay đổi, bất chấp anh vừa thua cuộc trước chính người đó. Không cần phải nói, chắc chắn Neymar có buồn chứ, vì Neymar cũng giống như Messi, anh chưa từng giành được danh hiệu nào với đội tuyển quốc gia trước đây. Nhưng cầu thủ người Brazil không bực dọc hay giận dỗi, anh đã quyết định hành động một cách nhẹ nhàng và đầy trưởng thành. Neymar làm điều mà bất kỳ người bạn thật sự nào cũng sẽ làm. Thủ quân của Brazil bước tới chúc mừng người bạn của mình và vui mừng cho thành công của Messi. Bởi sâu thẳm Neymar biết rằng Messi xứng đáng với danh hiệu này. Neymar nói: "Tôi rất buồn khi Brazil thua cuộc. Tôi vẫn chưa học được cách chấp nhận thất bại đó. Sau khi thất bại, tôi muốn ôm lấy cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử mà tôi đã từng được chứng kiến. Đó là người bạn và cũng là người anh em của tôi, Messi. Tôi dù buồn nhưng vẫn muốn nói với anh ấy, anh đã giành chiến thắng trước em. Thật tiếc là tôi đã thua cuộc, nhưng Messi là một người tuyệt vời. Tôi rất kính trọng anh ấy vì những gì anh ấy đã làm cho bóng đá và đặc biệt là cho tôi. Tôi ghét thất bại nhưng hãy tận hưởng chiến thắng này. Bóng đá đã chờ đợi khoảnh khắc này. Chúc mừng người anh em của tôi," Neymar viết trên Instagram. Làm sao mà chúng ta có thể không cảm thấy ấm áp trước Neymar sau một thông điệp đầy tình cảm như vậy? Làm sao mà chúng ta có thể đánh giá Neymar hoàn toàn chỉ quan tâm đến tiền bạc, không có bạn bè như chúng ta thường thấy? Hoàn toàn không đúng chút nào. Có lẽ sâu thẳm trong thâm tâm Neymar, anh hiểu rằng anh rất biết ơn Messi. Nếu không có Messi cũng không chắc có Neymar của ngày hôm nay, và cũng sẽ chẳng có những danh hiệu vinh quang trong quá khứ. Hãy cùng quay ngược về lịch sử vào năm 2013, đã 10 năm trôi qua kể từ thời điểm đó. Thời điểm Neymar ghi tên mình vào lịch sử của Barcelona, cầu thủ cánh trái gầy gò 21 tuổi chỉ từng chơi cho Santos của Brazil. Nhiều chuyên gia nghi ngờ rằng liệu Neymar có thể trở nên mạnh mẽ hơn và thật sự thành công ở một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Tuy nhiên, các cầu thủ Barcelona lại không có những thành kiến như vậy về chàng trai Brazil nhỏ con, như Neymar đã nói sau này. Messi đã giúp anh ta thích nghi và trở thành một phần của bộ ba nguyên tử vĩ đại, MSN, Messi, Suarez, Neymar. Cầu thủ người Brazil nói với phóng viên về người đồng đội của mình sau đó: "Messi làm tôi ngạc nhiên ở mọi khía cạnh. Trước khi tôi đến Barcelona, tôi nghe nhiều điều đáng sợ về anh ấy. Ví dụ, họ nói rằng anh ấy rất kín đáo và không bao giờ nói chuyện với ai. Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng điều đó hoàn toàn không phải là sự thật. Ngoài việc là một cầu thủ thiên tài, anh ấy cũng giúp tôi rất nhiều ngoài sân cỏ. Khi tôi nhìn thấy Messi đối xử với mọi người, tôi hiểu được anh ấy thật tốt bụng biết bao nhiêu. Tôi không thể nói điều gì xấu về anh ấy." Sau đó, Suarez gia nhập Barcelona cùng Messi và Neymar, và phần còn lại là lịch sử khi ba người họ đã tạo nên tiếng vang khắp châu Âu. Bộ ba nguyên tử của Barcelona luôn có một bầu không khí rất ấm áp, thân thiện với nhau. Chỉ cần nhìn cách Suarez trêu chọc Neymar, hay cách Messi nhìn họ như một người đàn anh lớn chăm sóc cho những đứa em nghịch ngợm của mình, không khó để nhận ra một tình bạn chặt chẽ được hình thành giữa các cầu thủ và tiếp tục phát triển sâu đậm hơn đến tận thời điểm hiện tại. Thậm chí năm 2016, Neymar còn khẳng định Messi không chỉ là thần tượng của mình, anh còn tự hào tuyên bố rằng chính anh đã yêu Messi. "Tôi làm việc với Leo mỗi ngày, nên tôi không chỉ ngưỡng mộ anh ấy trên sân cỏ, mà còn ngoài đời," Neymar nói tại một cuộc họp báo ngay trước khi Messi giành được quả bóng vàng lần thứ 5.
Tôi đã yêu anh ấy. Anh ấy là một thần tượng và một tấm gương cho chúng tôi. Đương nhiên, với một tình bạn khăng khít giữa cả hai, Neymar chắc chắn sẽ tham dự đám cưới của Messi với Antonella. Nhưng có lẽ đám cưới sẽ kết thúc với một chuyện mà Messi chưa từng ngờ tới. Tại đám cưới của Messi, Neymar nói với các đồng đội rằng anh thật sự muốn thay đổi câu lạc bộ. Cầu thủ người Brazil nói anh không hạnh phúc ở Barcelona và muốn rời đi để có được một trải nghiệm mới ở châu Âu, cụ thể đó là tại Paris Saint-Germain. Và cuối cùng, Neymar đã thật sự gia nhập đội bóng nước Pháp. Đó là quyết định của Neymar và các đồng đội của anh hoàn toàn tôn trọng điều đó. Có lẽ ở thời điểm đó, Messi đã hơi tổn thương bởi đồng đội của mình vì vào năm 2017, từ tất cả các trang thông tin truyền thông đều lan truyền rằng Neymar không muốn chơi dưới cái bóng của Lionel Messi và đó là lý do chính khiến ngôi sao người Brazil rời đi. Nhưng một năm sau, Messi đã nói: Neymar là một cầu thủ phi thường. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Chúng tôi thậm chí còn có một nhóm chat trên WhatsApp, anh ấy, Luis Suarez và tôi. Nhưng gần đây chúng tôi đã ít nói chuyện hơn. Chính tuyên bố này của Messi đã đập tan đi nghi ngờ mâu thuẫn trước đó, khẳng định rằng ngay cả khi họ xa nhau, họ vẫn sẽ không từ bỏ tình bạn khăng khít này và khoảng cách chỉ càng giúp tình bạn của họ trở nên sâu sắc hơn. Khi vụ chuyển nhượng với số tiền chưa từng có trong lịch sử diễn ra, Neymar đơn giản là thật sự muốn rời đi và dùng chính số tiền của anh để phá vỡ hợp đồng. Một tình huống không hề dễ xử, chẳng khác nào một cô bạn gái rời đi mà không còn chút tình nghĩa gì, trả lại toàn bộ món quà mà người bạn trai đã tặng mình. Nhưng Messi, một chàng trai tình nghĩa thì đâu có thể để Neymar rời đi vội vàng như thế, chắc chắn anh sẽ tìm cách níu kéo. Messi đã gây áp lực lớn lên Josep Bartomeu. Anh đã làm mọi điều mà bản thân có thể làm vào năm 2019 để có thể đưa Neymar trở lại sân Camp Nou. Nhưng khi chiến dịch đặc biệt này thất bại, Lionel Messi chỉ nói: "Tôi sẽ rất vui nếu Neymar trở lại với chúng tôi." Thành thật mà nói, tôi không biết Barcelona đã làm hết sức có thể để đưa anh ấy trở lại hay không, nhưng thật khó để đàm phán với PSG về mặt thể thao. Neymar là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Với anh ấy, câu lạc bộ sẽ cải thiện trong lĩnh vực hình ảnh và nhà tài trợ. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu câu lạc bộ ký hợp đồng với Neymar, nhưng chỉ chia sẻ ý kiến của chúng tôi. Tôi không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Nhưng Barcelona sau đó, con đường họ đi ngày một sai lầm. Trong khi mọi người đang tranh cãi về việc liệu Messi sẽ lựa chọn Pep Guardiola với Manchester City hay Neymar và Di Maria với Paris Saint-Germain, Neymar và Angel Di Maria đã liên tiếp thuyết phục để cố gắng lôi kéo Messi đến Paris. Nhưng khi kỳ chuyển nhượng đóng lại, Messi quyết định ở lại câu lạc bộ xứ Catalan. Vào năm 2020, Neymar thổ lộ: "Điều tôi muốn nhất là được thi đấu cùng với Messi để tận hưởng việc chơi bóng cùng anh ấy một lần nữa. Messi sẽ không có vấn đề gì, tôi chắc chắn về điều đó. Tôi muốn chơi bóng cùng anh ấy một lần nữa và tôi chắc chắn rằng mùa giải sau chúng tôi sẽ làm được điều đó." Vào tháng 2 năm 2021, cầu thủ người Brazil đã gọi điện cho Messi và thuyết phục anh ấy gia nhập Paris Saint-Germain. Có lẽ Neymar hiểu rằng hợp đồng của Leo sẽ kết thúc vào mùa hè và đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho Messi để rời đi. Và có lẽ Neymar đã đúng khi Messi thật sự đến Paris Saint-Germain, Neymar lại một lần nữa có cơ hội được chơi bóng cùng với Messi. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về việc tái hợp với Neymar sau khi gia nhập Paris Saint-Germain vào mùa hè 2 năm trước, Messi trả lời: "Với Neymar, chúng tôi hiểu nhau như lòng bàn tay. Chúng tôi đã có những khoảng khắc tuyệt vời cùng nhau ở Barca. Và rồi cuộc sống cho phép chúng tôi gặp lại nhau ở Paris. Tôi rất vui khi được chơi cùng anh ấy, được sát cánh cùng anh ấy hàng ngày." Hai cầu thủ đều chịu rất nhiều áp lực để mang về chiếc cúp khi Brazil đã hai thập kỷ không giành được giải đấu đó, trong khi Messi muốn giành chiến thắng trong lần xuất hiện cuối cùng của anh. Cả hai đều phải chịu rất nhiều điều tiếng trong thời gian họ có mặt ở nước Pháp. Tuy nhiên có lẽ những sóng gió ấy đã phần nào nhẹ đi khi Messi có Neymar ở bên cạnh anh, và Neymar cũng chơi tự tin hơn khi Messi có mặt ở đó. Chỉ đáng tiếc là Messi và Neymar đều chẳng thể giúp Paris Saint-Germain cầm được chiếc cúp danh giá Champions League về Paris, góp phần xây dựng một di sản để khiến họ trở thành anh hùng ở thủ đô nước Pháp. Mối quan hệ giữa Messi và Neymar là minh chứng cho một tình bạn không phai mở. Giữa họ chẳng có sự ghen tị nào về tài năng hay lương thưởng. Họ chỉ đơn giản là rất ngưỡng mộ và yêu quý nhau mà thôi. Messi và Neymar đã có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau ở Barcelona và Paris Saint-Germain. Họ luôn biết cách kết hợp hoàn hảo và ăn ý với nhau trên sân. Mối quan hệ giữa Messi và Neymar là minh chứng cho một tình bạn trong sáng và hoàn hảo trong bóng đá.